Đây nha. Cái này tinh của đỏ hớt này, phụ kiện từ đỏ hớt ra nhập khẩu trực tiếp từ bên Canada về này. Màu lông thì hơi sáng màu nhá, lông nó hơi đỏ đỏ vàng vàng này. Gà nổi cơn này, con này em còn giá này. Con này tổng giá kiểm tra tinh ok. Chim rất đẹp này. Ê, số tai là 0.04 này. Đấy, dài, cao dài dã man luôn. 130 cân rồi. Đây nhá, rất dài. Em cho nó đi lại cho anh xem. Cho anh đi, cho nó đi lại cho anh xem. Ish. Thôi. Đây vào vai thì không phải chơi. Ish. Thôi. Đấy. Vâng. Đồng ra man không? Dày mình, loại này sau ra con tốc độ tăng trưởng khỏi phải chê. Đây nhá, chân tay đây nhá. Đây là tóc luôn. Đây, con này là tạo mốt rồi này. Hai con này với con này là cùng một đàn. Cùng một bố luôn. Đây nhá. Con này nó cân hơn một chút. Chân tay cũng rất là đẹp. Gà rất cân. Cân này. Chim rất đẹp này. Gà rất cân này. Đấy, da cao dã man con này. Rồi mình chấm mình nhá. Cái này sau ta con thì tuyệt vời luôn. Đấy, anh nhìn dã man không?